Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên cho cả nhà một số chim lẻ nè. Cu Thái, cu Việt, cu Malai đủ thứ hết nha cả nhà. Chim lẻ. Cái này là con bên đây nè, là bông đỏ, cườm đen. Còn cái con nhánh giữa là Thái dòng mồi. Còn con bên đây là dân rồng bông đỏ. Tại vì chim con nuôi lên nha, rất là dạng luôn, bao dạng luôn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Do là cái trại của mình đó, ở trên đó, mình quay đó, nó có cái bạc nè, để che mát á, cho nên là nó sẽ hơi cái màu nó kỳ chút xíu nha, đi nhìn nó không có rõ nha. Trại mình thì ở gần phà cao lãnh lớp dòng thấp nha, nếu mà anh em nào ở gần á lại xem trực tiếp nha, còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368213731. Cả nhà ai có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh này kia. Nói chung là mấy cái chỗ đó mình có gửi rồi cho anh biết nha. Hoặc là chỗ nào mà có xe tới lui là mình gửi ok nha. Mấy con này thì chim khoảng chừng 3 tháng, 4 tháng à, chỗ cườm lai rai hết rồi. Rất là dạng luôn, rất là đẹp nha cả nhà. Để mình quay thêm cho cả nhà một số nữa nè. Còn bên này là chim tập mổ lai rai, sắp biết ăn hết rồi. Malaysia lẻ nè, cái con mà cái chân có cái khoen vàng nè cả nhà. Malaysia lẻ. Tại vì trong này nhiều quá rồi cho nên là mình không có quay từ con hết được nha. Còn bên đây thì cu Thái, cu Malai, cu Pháp đủ thứ hết. Chim con mình đúc lên hết nha, cho nên rất là dạng nha cả nhà. Này là chim tập mổ ăn lai rai, sắp biết ăn, chưa ăn cứng nha, biết ăn lai rai rồi nhưng mà chưa cứng, đúc phụ. Còn trên này á, là cặp nè với lẻ nè, con đứng ở trên trên cầu nè là con Malaysia, nó cái con cái chân có phen xanh đó. Còn hai con này á, hai con bên đây nè là một cặp dân qua đỏ tim trắng. Còn hai con ở trong nè là Thái bông lẻ. Do là cái điện thoại á mình quay đó, cái màu ở trên cái nóc á nó hơi xanh chút xíu nha, tấm bạc á, vì cái màu nó kỳ quá nhìn nó không rõ được cái màu nè. Còn bên đây là Malaysia nè, dân rồng bông nè. Cái cặp này thì 4-5 tháng hết rồi, gãy gù lại rai hết rồi, 4 tháng rưỡi 5 tháng. Còn dưới này là cu Việt với Thái dòng mồi. Chim chỗ cườm hết nha cả nhà. Tùy theo con. Có khi còn bên đây nè là cái con đứng ở trên cầu đó, Thái tốc độ vào vòng chậm, chỗ 1-2 hộp cườm. Còn hai con ở dưới là cặp dân qua đỏ tim trắng nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ mình nha.